Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714 889 0777. TNT Cabinet Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714 894 1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric and Highlander Hybrid Electric. Sức khỏe là vàng. Thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Từ miền Nam Cali, Lê Thái xin gửi lời chào đặc biệt đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình bản tin tổng hợp chiều của đài Lido Sài Gòn TV phát hình live trên hệ thống của đài bằng tầng 56.10 trên trang nhà Lido Sài Gòn TV.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên YouTube và Facebook. Ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày 23 tây tháng 11 năm 2022 để mở đầu là phần tin Việt Nam và tin quốc tế với những tin đáng chú ý sau đây. Hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân bị nhóm lừa đảo thu thập. Miss Sài Gòn bị hủy diện ở Anh vì lố lăng và phân biệt chủng tộc với người Việt. Tuấn Thiền, Tuấn Tiền hiệu trưởng đem quyết định bổ nhiệm và sổ đỏ của trường đi cầm cố. Và bây giờ là bản tin chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi. Hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân bị nhóm lừa đảo thu thập Kính thưa quý vị, một nhóm lừa đảo thông qua việc thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên cả nước, phân nhóm theo vùng miền, chức danh, nghề nghiệp, v.v. rồi mang đi rao bán vừa bị Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ. Tin cũng cho biết hôm ngày 18 tháng 11 vừa qua, sau khi nhận được tố cáo của một nạn nhân, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, viết tắt là BA05, thuộc Công an tỉnh Quảng Bình, đã vào cuộc điều tra. Kết quả cho thấy những người trong đường dây thu thập trái phép thông tin khách hàng có hồ sơ vay vốn tín dụng ngân hàng. Những hồ sơ này được dùng để chiếm quyền truy cập sim điện thoại, khôi phục mật mã đăng nhập tài khoản internet banking có liên kết với sim rồi chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Hiện cơ quan điều tra thuộc công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố bị can đối với một người trong nhóm về hành vi sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản. Một người khác bị khởi tố về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Miss Sài Gòn bị hủy diễn ở Anh vì lố lăng và phân biệt chủng tộc với người Việt. Vở nhạc kịch Miss Sài Gòn, cô gái Sài Gòn, từng gây tiếng vang của hai bi kịch người Pháp là Claudie Michel Sonberg và Alain Bobil vừa bị hủy diễn tại nhà hát La Croix Kaibo ở trung tâm thành phố Sheffield của Anh vì bị chỉ trích có những trò lỗ lăng và phân biệt chủng tộc nhằm vào người Việt Nam. Công ty New Earth Theatre, bao gồm một nhóm các nghệ sĩ người Anh gốc Đông và Đông Nam Á, đã ra thông báo nói rằng vở nhạc kịch Miss Sài Gòn có chứa những ẩn dụ tai hại, những trò lố lăng và phân biệt chủng tộc nhằm vào người Việt Nam. Công ty điều hành nhà hát Group Kaibo là Sheffield Theatres nói họ tôn trọng quyết định rút lại vở nhạc kịch này. Các giám đốc sáng tạo của nhà hát thừa nhận về lịch sử biểu diễn gây chia rẽ và sự tức giận đã gây ra của vở nhạc kịch Miss Sài Gòn. Trong một tuyên bố dài được đưa ra vào hôm ngày thứ Hai, ngày 21 tháng 11, hai giám đốc sáng tạo của rạp là Robert Hasty và Anthony Law đã đưa ra lời giải thích đầy đủ hơn về lý do tại sao họ lại dàn dựng vở kịch Miss Sài Gòn mới vào mùa hè năm 2023. Họ nói rằng họ hiểu vở kịch này để kể về một câu chuyện về người Việt Nam, trong đó có những miêu tả về phụ nữ và đàn ông Việt Nam đã khiến mọi người khó chịu và được xem là củng cố cho những kiến tai hại, định kiến tai hại thông quý vị. Và các giám đốc nhà hát nói rằng là họ có thể có hy vọng dựng lại tác phẩm cổ điển thông qua lăng kính mới, phản ánh thế giới ngày mai. Lấy cảm hứng từ vợ opera Madama Butterflies năm 1904, của Busini. với nhạc kịch lấy bối cảnh Việt Nam vào cuối chiến tranh kể về câu chuyện của một người phụ nữ trẻ Việt Nam và mối quan hệ của cô với một người lính Mỹ. Tốn tiền, hiệu trưởng đem quyết định bổ nhiệm và sổ đỏ của trường đi cầm cố. Ông Mai Thanh Huyền, hiệu trưởng trường tiểu học số 2 Châu Hóa ở Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, vừa bị cách hết mọi chức vụ vì đã đem sổ đỏ của trường đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân Trước đó, ông hiệu trưởng này cũng bị kỷ luật cách chức về mặt đảng. Tin cho biết, từ giữa năm 2022, ông Huyền bị phát hiện mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của trường tiểu học số 2, Châu Hóa, đi cầm cố tại với số tiền là hàng trăm triệu đồng. Khi vụ việc bị phát hiện, ông Huyền mới đi chuột sổ đỏ về và nộp cho Ủy ban Nhân dân xã Châu Hóa. Theo kết quả kiểm tra, ông Huyền đã vi phạm trong việc cho vay mượn tiền của các tổ chức cá nhân thuê xe của người khác, sử dụng con dấu của trường không đúng quy định, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của trường tiểu học số 2 châu hóa và quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng của bản thân để cầm cố, vay mượn tiền, dẫn đến không có khả năng thanh toán với số tiền 960 triệu đồng, khoảng 40.000 Mỹ Kim. Và cũng trong phần tin Việt Nam, bắt đường dây cá độ đã banh lên tới 1.2 tỷ Mỹ Kim. Đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch 30.000 tỷ đồng hơn 1.2 tỷ mỹ kim vừa bị cục cảnh sát hình sự C02 thuộc bộ công an của Việt Nam triệt phá. Truyền thông trong nước đưa tin, trong 2 ngày 21 và 22 tháng 11, cục cảnh sát hình sự cùng công an thành phố Sài Gòn, công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám xét 14 địa điểm bị nghi thuộc đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức cá độ bóng đá. Đây là đường dây cá độ bóng đá thực hiện qua các mạng có tên là bóng 88 và ác bóng 88 do người Việt trong nước tổ chức và điều hành. Đường dây này hoạt động khoảng 3 năm nay tại khắp các tỉnh thành ở Việt Nam. Tính đến thời điểm bị triệt phá, số tiền giao dịch lên tới hơn 30.000 tỷ đồng, hơn 1.2 tỷ Mỹ Kim. Số tiền thắng thua được giao dịch qua tài khoản ngân hàng theo quy ước riêng. Công an đã bắt giữ 14 người liên can và thu nhiều tăng vật của đường dây cá độ bóng đá này bắt người tình nghi trong đường dây mua bán và vận chuyển 6.000 viên ma túy. Công an tỉnh Thanh Hóa hôm ngày 23 tháng 11 đã bắt giữ 6 người tình nghi trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số tự lượng lớn là từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Với tăng vật ban đầu là 6.000 viên ma túy tổng hợp. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, người cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy này là Tống Thị Bích, 50 tuổi, dưới vỏ bọc là chủ hiệu cầm đồ. Bà Bích đã câu kết với một số người có tiền án về tội mua bán, vận chuyển ma túy để hình thành một đường dây mua bán và vận chuyển ma túy khép kín từ Lào qua các đường tiểu ngạch trên tuyến biên giới với huyện Mường Lát, sau đó vận chuyển về thành phố Thanh Hóa để tiêu thụ. Tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra vụ án, công an bắt giữ thêm 5 người khác, bao gồm Nguyễn Thị Nhật Lệ 45 tuổi, Trần Quang Tiến 49 tuổi, Hà Thị Hồng 26 tuổi, Hà Thị Phước 43 tuổi và chồng là Hà Văn Khôi 50 tuổi. Khám xét nơi ở của các nghi can, công an đã thu giữ một khẩu súng, một bình xịt hơi cây, 20.000 mỹ kim, 539 triệu đồng tiền Việt Nam, hơn 21.000 mỹ kim thưa quý vị, hai xe hơi và nhiều hung khí khác. Quý vị vừa theo dõi xong phần bản tin Việt Nam và sau đây Thái xin gửi đến quý vị phần bản tin quốc tế. Ukraine gặp nhiều khó khăn vì các trận không kích của Nga. Tổng thống Zelensky ngày hôm nay khẳng định Ukraine sẽ xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị hư hại trong các cuộc không kích của Nga trong một video được công bố vào hôm thứ tư và gọi người dân Ukraine là không thể phá vỡ được. Tổng thống Zelensky nói trong một bài phát biểu video ngắn rằng Ukraine sẽ đổi mới mọi thứ và vượt qua tất cả vì điều này, bởi vì chúng tôi là những người không thể bị phá vỡ. Nga tiếp tục dội mưa hỏa tiễn khắp Ukraine hôm ngày thứ Tư, giết chết dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng khi Putin tiếp tục theo đuổi chiến dịch nhấn chìm các thành phố của Ukraine trong bóng tối và giá lạnh vào đầu mùa đông, với hy vọng gây ảnh hưởng tinh thần người Ukraine để đòi hỏi một cuộc thương lượng. Thị trưởng Kiev cho biết, có thể nghe thấy tiếng nổ ở ngoài ô thủ đô của Kiev và ba người thiệt mạng, trong đó có một cô gái chỉ 17 tuổi, cùng ít nhất là 11 người bị thương. Mất điện hiện xảy ra trong và xung quanh thủ đô Kiev với đợt tuyết đầu tiên của mùa đông Ukraine rơi và các nhà chức trách lo ngại tác động của việc cắt điện sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người. Công nhân Trung Quốc biểu tình. Hàng trăm công nhân tại nhà máy sản xuất iPhone 9 của Apple Inc. ở Trung Quốc đã đụng độ với nhân viên an ninh khi căng thẳng bùng lên sau gần một tháng chịu những hạn chế nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự bùng phát của COVID-19. Các công nhân tại nhà máy của tập đoàn công nghệ Foxconn đã rời khỏi ký túc xá vào đầu giờ ngày thứ Tư, chân lớn và xô đẩy những người bảo vệ mặc áo trắng mà họ đông hơn rất nhiều. Theo video do một nhân chứng gửi đến các phần của cuộc biểu tình, trong một clip khác thì nhiều người mặc đồ trắng dùng gậy lao vào một người nằm dưới đất những người xem hét lên chiến đấu chiến đấu và khi đám đông người này buộc phải vượt qua chứng ngại vật tại một thời điểm khác thì một số người đã bao vây một chiếc xe cảnh sát bị chiếm giữ và bắt đầu lắc chiếc xe trong khi la hét không rõ ràng theo những chứng cuộc biểu tình bắt đầu chỉ sau một đêm vì không trả lương và lo ngại lây lan dịch bệnh yêu cầu giấu tên vì sợ hậu quả và một số công nhân đã bị thương Cảnh sát chống bạo động đã đến hiện trường hôm thứ Tư để lập lại trật tự. Nhiều lực lượng cứu nạn và tình nguyện viên đã đều được điều động vào hôm thứ Tư tại các khu vực bị tàn phá trên đảo chính Java của Indonesia để tìm kiếm những người chết và mất tích trong một trận động đất, giết chết ít nhất là 268 người. Với nhiều người bị mất tích, một số khu vực hẻo lánh vẫn chưa thể tiếp cận được và hơn 1.000 người bị thương trong trận động đất mạnh 5.6 độ Richter và số người chết có thể sẽ tăng lên. Các bệnh viện gần tâm chấn trên hòn đảo đông dân cư đã phải quá tải và các bệnh nhân được truyền nước biển nằm trên cán và củi trong lều dựng tạm bên ngoài, chờ được điều trị thêm. Suha Riyanto, người đứng đầu cơ quan thảm họa quốc gia, cho biết hơn 12.000 quân nhân đã được điều động để tăng cường sức lực cho các nỗ lực tìm kiếm, được thực hiện bởi hơn 2.000 lực lượng phối hợp gồm cảnh sát, cơ quan tìm kiếm cứu nạn và các tình nguyện viên viện trợ đã đến tay hàng ngàn người mất nhà cửa, phải chạy đến những nơi trú ẩn tạm thời. Nơi đồ tiếp tế chỉ có thể được phân phát bằng cách đi bộ trên địa hình gồ ghề. Hàng trăm cảnh sát, binh lính và người dân đã đào bới đóng đổ nát bằng tay không, sẻn và cuốc khi mưa lớn cản trở nỗ lực của họ. Đến sáng ngày thứ Tư, thì chính phủ dường như tập trung vào việc tìm kiếm các thi thể và bất cứ nơi nào có thể những người còn sống sót. Một phóng viên của hãng AP bị sa thải vì loan tin sai lạc. Một thông tin liên lạc nội bộ bị rò rỉ từ hãng thông tấn Associated Press hay là AP thưa quý vị. Tiết lộ nguyên nhân dẫn đến báo cáo sai lầm có thể làm leo thang một cuộc xung đột toàn cầu vốn đã căng thẳng. Hãng tin AP đã đưa ra tiêu đề quốc tế vào tuần trước khi đưa tin rằng: Hỏa tiễn của Nga đã bay tới Ba Lan khiến hai người bị thiệt mạng. Điều này ngay lập tức làm dấy lên sự phẫn nộ về một cuộc tấn công bị cáo buộc nhằm vào một đồng minh của NATO. Tuy nhiên, AP đã rút lại bản tin này sau khi biết rằng hỏa tiễn do Nga sản xuất là do Ukraine bắn để bảo vệ một cuộc tấn công của Nga. Sai lầm này đã dẫn đến việc phóng viên an ninh quốc gia của AP là James Lapora đã bị sa thải. Tuy nhiên, thông tin liên lạc cho thấy không chỉ phóng viên Lapora chịu trách nhiệm duy nhất về việc loan tin sai sự thật. Nguồn tin của phóng viên Lapora viết hôm ngày thứ Ba, đề cập đến Phó Chủ tịch Phụ trách tin tức và điều tra của AP đã đồng ý cho loan tin này. Phó Tổng biên tập tin tức châu Âu của hãng AP là Gina Karam đã ký vào bản báo cáo xác nhận tin này là có thật để cho phép loan tin, nhưng Karam lại không bị sa thải. Nhật thắng Đức trong các cú đá ngoạn mục Bàn thắng muộn của Risu có hy vọng vào vòng trong. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam và tin quốc tế. Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho Đài.